CEO bạn này mình sẽ unbox cái set Basico 1008 viền tây ha. Đây là set do Elucinus làm dựa theo cái set phổ biến là Redback ha. Đó. Nhưng mà họ sẽ làm khác đi một xíu, là họ sẽ làm cái kiểu nó nhìn như cổ ha. Đây là màu xanh màu đỏ, nó chỉ có hai màu thôi, màu xanh màu đỏ. Các bạn nhớ là hai bộ này nó có mark nha, có đánh dấu nha, các bạn có thể nhìn xuyên được. Đặc biệt một cái nữa là bộ xanh nó sẽ tem đỏ và bộ đỏ sẽ tem xanh ha. Design y chang Redback cổ điển thôi, phổ biến nhất, bộ đó phổ biến nhất. Ở đây có logo của Elucinus ha. Hôm nay mình sẽ unbox cái bộ màu đỏ, nhìn rất là cũ, cũ kỹ. Nhưng bộ này là một bộ rất là đẹp. Khá là khó móc. Cái hộp giấy rất là trơn ha, hộp giấy rất là trơn, trơn bóng luôn. Là tem. Thì khi mà mua bộ bài ấy, nó sẽ có tem thế này. Các bạn muốn mở rất là đơn giản, các bạn chỉ cần lấy ngón tay các bạn cà cái chỗ này thôi và chọn tay vào đây, tay động đắt. Đó, là mở rất là dễ dàng. Đây sẽ có cái logo của Basico UFBC. Rất là thơm. Đây là một bách. Ở đây nó sẽ có hai lá ghép. Hai lá ghép. À, một lá quảng cáo nè. Đây là một lá ghép ha, lá ghép một con đồng xanh. Đó, cho bạn nhìn trích. Ở đây chúng ta sẽ có hai Joker. Hai cơ giống nhau ha. Đó. Y chang bộ thông thường thôi. Nhưng mà các bạn thấy design nó rất là cổ, nhìn rất là cũ kỹ ha. Nhìn rất là cũ kỹ. Bộ thiết kế rất là lạ ha. Như là Standard Play Head. Rất là phổ biến. Bộ này là một trong bộ bán ra nhiều nhất của Elucinus. Mình có thể mua rất là dễ dàng trên eBay, trên Amazon. Rất nhiều. Đánh dấu. À các bạn thấy đánh dấu ở đây nè. Đây. Đây là con up nè, thấy không? Up nó chỉ có chữ A nè. Đó, nó sẽ có chữ A ở đây. Các bạn sẽ thấy A. Rồi nó sẽ có cái chất ở đâu đó, mình không rõ lắm. Rồi mình nghiên cứu sau. Nhưng mà con già này, con ca này các bạn thấy đánh dấu nè. Đó. Con 2 chứ. Số 2 các bạn thấy số 2 nè, thấy không? Số 3 nè. Đó. Số 3 hết chứ chữ H nè. À đây. 3 hết nè, đó. Bây giờ ví dụ con 2, 2 chuồn đi. Nó sẽ có 2 nè. Đó, chữ B nè, đúng không? Chữ C chứ. Club. Bây giờ con này là con J nè. Chữ S nè, các bạn thấy chữ J và chữ S đây không? Đó, space nè. Giấy là đã ha. Giấy UCC nổi tiếng nè. Và độ rất là dễ ha. Bài cực kỳ trơn, bài mới mà. Trơn lắm. Vặn phán rất là dễ ha. Vặn phán rất là dễ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.